Này cô bém bé ở đâu cho anh số phone, nhà là nhà cô bém bé ở đâu cho anh được biết. Ơi cô nàng sao mà trắng ghê, làm xoắn xuyến bao trẻ ngất ngây. Chạy lại gần cô bé để làm quyền xem ngẩn ngơ, trong lòng bồi hồi muốn nói yêu em nhưng chưa kịp nói. Ơi cô nàng sao mà dễ thương, nhìn anh thấy cái là muốn cua. Ơi anh không đẹp chán không bằng ai yêu em thiệt lòng, cho anh xin làm quen cho anh hỏi thăm em đi đường nào. Anh yêu em thiệt tâm xem làm ngơ với anh vậy nè, yêu anh đi chịu không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho em. Này cô bé ở đâu cho anh số phone, chạy là gần cô bé ở đâu cho anh được biết. Ơi cô nàng sao mà trắng ghê, làm sao xuyến bao trẻ ngất ngây. Chạy lại gần cô bé để làm quen sao em ngẩn ngơ, lòng bồi hồi muốn nói yêu em nhưng chưa kịp nói. Ơi cô nàng sao mà dễ thương, nhìn anh thấy chị Tuyết ca. Tối thứ bảy chúng ta cùng quẩy. Chào Hoàng Tinh. Tuy anh không đẹp trai, anh không bằng ai yêu em thiệt lòng, cho anh xin làm quen, cho anh hỏi thăm em đi đường nào. Anh yêu em thiệt tâm xem làm ngơ với anh vậy nè, yêu anh đi chứ không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho em. Tuy anh không đẹp trai, anh không bằng ai yêu em thiệt lòng, cho anh xin làm quen, cho anh hỏi thăm em đi đường nào. Anh yêu em thiệt tâm xem làm ngơ với anh vậy nè, yêu anh đi chứ không kiếm tiền mỗi tuần mua quà cho em. Là có tăng cân không em ơi? Dạ có nha chị ơi. Đâu rồi chị gái, đâu rồi mất tiêu rồi, mới vừa thấy tức thì. Đúng rồi chị Nguyễn Thị Đào, tăng cân nhà em không những có đâu chị, mà đang khuyến mãi cho chị luôn. Nếu như mà chị mua luôn một liệu trình thì sẽ giảm ngay cho chị 100.000 liền tay, còn nếu như chị mua một hộp thì bên em sẽ miễn phí ship tận nhà cho chị yêu nha, yên tâm. Ai đang cô đơn thì bằng chân đâu đưa đây, thật bao nhiêu cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đó ngày mùng 2 có ai đi ăn nơi anh ở đâu, em mang chầu cầu em qua rước anh nha. Mai đây ta sành dầu quá xa to thì có rau muống, thăm thì cứ xe mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thôi còn chẳng chờ chi nữa, ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Em thiếu anh như đang lục tìm mất thứ gì, người chiều lên đi anh sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo anh cần chi phải lo, vì mình thương nhau nó dây tơ hồng lại nối thành đôi. Em thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình, tình bên cho gần cuộc đời đâu xa thế. Nhưng ngần ấy năm trôi nhợt nhạt đôi môi, vậy thì đầm màu tình lên ngôi. Yeah, cảm ơn Phương Minh. Chào Sáu Đầu, Hoa Bằng Lăng. Rồi tới luôn là rồi tới luôn. Chị Cúc Huỳnh em chào, chị Tuyết Nguyễn em chào, Nguyễn Văn Hồng. Đúng rồi, hôm nay thứ bảy bên Linh Lăng một mình anh chị ơi. Anh à, anh có muốn đi về làm rể không? Đừng có bắt em phải bùng râu, sập xình nhạc đông đưa. Em chưa có hứa cho anh nhiều đâu. Na 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 na, người đang cần tình yêu này thôi cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đó ngày mùng hai có ai đi ăn đời anh ở đâu, em mang chầu cầu em qua rước rễ nha. Mai đây ta sang giàu quá xa to thì có rau muống, thiết như xe mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chẳng chờ chi nữa, ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Em thiếu anh như đang lục tìm mất thứ gì, người chiều em đi anh sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo anh cần chi phải lo, vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Em thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình, tình tan cho gần đời đâu sao.
Một đêm say ok, yêu đơn phương. Cảm ơn mẹ, cảm ơn má mi. Người dân quê em sống trong cả bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như xưa mẹ mắc một đời con. Sông quê em đổ về ba ngả, cây trái ngọt ngon dòng phù sa, đường qua trường khánh có người bạn qua, tua trẻ tua hiếu về đặt tâm thăm người bạn khơ me, nghe hát dù kê và điều múa lông thôn sóc vai bom đâu na bom đâu na bom. Chào chị Lan Lê, chào chị Lê Phượng. Về lại quê hương Sóc Trăng, lụy tre làng hàng vừa rợp bông, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng. Em cảm ơn chị Hồng Nga singer, tức là chị gái là ca sĩ đúng không ạ? Em chào chị Trịnh Vân. Dân quê tôi sống trong đã bao đời gặp mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như xưa mẹ mát ngọt đời. Sông quê tôi đổ về ba ngả, cây trái ngọt ngùng dòng phù sa, đường qua trường khánh có người bạn qua, tua trẻ tua hiếu ta. Về đài tâm thăm người bạn khơ me, nghe hát dù kê và điều múa lâm thôn sóc vai bom tu na bom tu na bom. Cảm ơn chị Ngọc Diệu, chị rất thích giọng hát cô em, cảm ơn chị Hồng Nga. Về lại quê hương Sóc Trăng, lụy tre làng hàng vừa rợp bóng, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi bất kể nơi đâu xa quê rồi mới hiểu. Nó hơi chật, nhưng mà kệ nó, miễn mà mình thay đổi cho nó trẻ trung, đúng không? Cho nó trẻ trung một chút xíu là được. À, một đêm say, nãy thức hẹn với lại chị Khánh đúng không? Hôm nay là đôi môi đỏ chét nè. Hôm nay mới đổi màu son mọi người. Bởi vì cái môi em nó đỏ quá trời luôn nè. Ngoài 30. Có ai mua hàng không ạ? Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói khi men còn
gần hơn em sẽ đến mà chờ lại gần. Giờ còn đôi ta kia lần nữa đi lần nhau. Giờ còn đôi ta anh có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi anh ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời thành vì ngọt trên đôi môi. Lại gần hơn em sẽ đến anh mà chờ. Lại gần hơn em hay anh đêm trời vơi. Giờ còn đôi ta kia lắm nỗi đến lần nhà. Giờ còn em không biết nói gì, nói thương thì nói tình thẹn, nói bị thẹn lắm. Có gì đâu thẹn trời, dễ dàng thôi. Được của Thanh Lê ơi, khi men còn trong hơi thở, lại gần hơn em đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi anh mơ em hay, anh nói anh say tiếng đàn, vậy thì lại gần hơn em đi, lại gần hơn. Giờ còn đôi ta kia lắm nỗi đến mất nhà. Giờ còn đôi ta anh có muốn đi thật xa. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần không còn trên đầu. Khi hai má em hay hay, anh nói anh say tiếng nào, vậy thì lại gần hôn em đi. Hôn em đi là hôn em đi. Âm thầm em dỗ hết trong tim, thế giới em dành hết cho người ta. Hoa trắng trân châu ngoài 30 thanh xuân vẫn còn những lối đi mòn, đâu còn đường cho em nữa. Thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi. Thanh xuân em chẳng có, sống như em thua trắng trâu. Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con, cảm thân em chịu đo đầy nét kia xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em do như màn đêm mù tối, đớn đau em phơi một mình cánh trên vai chưa xa đi. Ngoài 20 em chẳng có. Bài này dành cho em.
Hai ông anh chị, đây là lần đầu tiên Bích Linh hát ballad bài này. Em thường hay hát remix hơn. Ballad thì lần đầu tiên em hát. Gặp em không biết nói gì, nói thương thì sợ cái răng không còn. Quá hay mẹ ơi. Cả thế giới em dành hết cho người ta, họ chắc chân trong. Ngoài 20 thanh xuân vẫn còn những lối đi mòn, đâu còn đường trôi. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu ngày dành cho em đi nhé. Mới thanh xuân em chẳng còn, sống yêu em thua trắng tròn. Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con, tập thân em chịu đo đầy, nên kêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như một đêm u tối, đớn đau em phải một mình, gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 20 em chẳng có ai. Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi, còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé. Bởi thanh xuân em chẳng còn, giống như em thua trắng tròn. Chẳng cần bận tâm cuộc sống trong con, tập thân em chịu đo đầy, biết kêu xa xưa đâu rồi. Cuộc đời em giờ như một đêm u tối, đến đâu em phải một mình, gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có ai. Đến đâu em phải một mình, gánh trên vai chữ gia đình. Ngoài 30 em chẳng có. Ngoài 35 có ghệ, vậy là 40 mới lấy chồng phải không? 40 tuổi lấy chồng luôn. Dạ, cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe một cái khúc rất là chill. Good morning, hi Davis. Anh Thông của em dạo này không có dậy sớm được, bởi vậy là buổi sáng là ít có khi nào thấy anh Kevin Bui xem livestream. Chào đẹp chứ? À, cái đó nó hợp với cái bộ đồ của em. Cho nên là em nghĩ là trời ơi, cái bình này uống cái này chắc em uống 2 ngày, em uống 1 ngày không nổi cái bình này đâu. Cái bình đẹp quá anh chị. Mua đâu chị Băng? Có bình nhỏ hơn không? Đẹp quá anh chị. Tự nhiên hôm nay cái nó hợp với cái bộ đồ của em dữ trời. Không lẽ bây giờ em mượn cái bình này em để ở chỗ này cho nó có cái sự mà bớt nhàm chán anh chị ha. Đó, hôm nay là chơi màu hồng Blackpink. Đẹp quá chị Băng ơi. Em phải chụp hình lại. Em phải mua, em đụng hàng với chị. Được không? Em phải chụp hình để mà em mua đụng hàng với chị chơi. Không có bán nha, không có PR nha anh chị. Nhưng anh chị hỏi mua đâu không biết. Em không có đại diện cho cái thương hiệu này. Hello người đẹp, em cười làm sao xuyến tâm hồn. Trời ơi quá trời quá đất luôn anh chị mình ơi. Em mặc cái áo này không biết có vừa em đem nó đem sờ cua nó, cái vụ mà em mặc cái này em thấy xấu quá cái em thay cái đó được không? Cũng được, nhìn thấy tội nghiệp miêu mài sợ không chết. Ở đây nó thấy nè, nãy em livestream giật mình thấy, nếu mà em bẻ qua thì nó xéo luôn cái. Em để cái này nãy giờ ở đây nó không thấy nè. Sao Băng vào live tiếp chị Linh không? Chị Sao Băng live lúc 8:40, 8:45 nha các bạn ơi. 8:30 các bạn ơi. Anh chị nào có nhu cầu mua hàng không? Nếu mà không thì em xuống live. Nhưng hôm nay anh chị mình hơi hiu, anh chị mình hơi đi chơi hết trơn rồi. Em xin phép em xuống live stream sớm luôn nha cả nhà mình. Cảm ơn anh chị mình đã vào xem live stream ủng hộ cho bé Linh trong đêm thứ bảy ngày hôm nay. Và cả nhà nhớ là dời gót qua bên kênh Duy Trinh để xem live stream của chị Sao Băng. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.